Chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip, mình sẽ unbox một cái con hàng gọi là máy hút bụi mini. Và có mức giá của nó chỉ có 50.000 thôi, mà ngày hôm nay mình sẽ kiểm chứng và mình sẽ làm mở hộp cho anh em xem để xem là cái giá trị 50.000 mình bỏ ra nó có xứng đáng hay không. Và ngày hôm nay mình sẽ, em thông cảm, ở đây mình làm hơi nhanh nên có gì mọi người thông cảm chút. Nói chung mình làm clip ấy, thì thao tác nó hơi nhanh nên là có gì mọi người thông cảm. Nên là đây, mình sẽ quay con đoạn mở hộp ấy. Và mình sẽ chia sẻ luôn là cái mặt này ấy, là mình cũng đã dán lại hết rồi anh em ạ. Như cái mặt dán bản ấy thì mình cũng đã dán hết rồi, nên là nhìn trông nó ok hơn một tí anh em ạ. Mình sẽ bỏ đồ sang bên này và mình sẽ quay unbox cho anh em xem này. Hôm nay mình sẽ quay clip gọi là unbox, gọi là máy hút bụi mini. Mình sẽ kiểm chứng xem cái mức giá 50.000 này nó có xứng đáng bỏ ra hay không. Thì mình sẽ unbox và mình sẽ mở hộp ra luôn anh ạ. Thì cái máy hút bụi mini ấy, khi mà đóng hàng ấy, nó là đóng cái hộp anh ạ. Khi mà hàng về hộp nó sẽ là hộp nhỏ như này anh ạ. Đây mình sẽ review cho anh em xem. Thực tế ra cái hộp này nó cũng nhỏ thôi. Cái máy này nhỏ, nó chỉ hợp với hút cái bụi thấy thôi. Và mình sẽ unbox cho anh em xem cái máy hút bụi mini này nó cũng gì anh em ạ. Đây, nó sẽ nhỏ như này hơn anh em ạ, sẽ nhỏ hơn, nó cũng không quá lớn đâu. Và máy này nó có cái phần là cái đầu cắm này. Đây à, cũng được đấy nhỉ. Đây à, đây là cái công tắc để bật, để mà hút anh em ạ. Và cái thứ hai là cái phần là đây là cái lọc cái bụi anh em ạ. À, mình sẽ lắp cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ lắp luôn nha anh em nhé. Bây giờ mình sẽ lắp luôn. Bây giờ anh em chờ chút để mình lắp cái đoạn công đoạn này. Thì nói chung là lắp cái này mình cũng biết rồi, mình cứ làm theo khớp thôi. Nó lắp này cũng đơn giản, cũng không khó mấy đâu. Nói chung là mình thao tác là hơi lỗi tí thôi anh em ạ. Ây à, cũng lắp khá là ok đấy chứ. Ây à, chắc ấy, được. Và tiếp theo là cái đầu cắm bên này luôn này. Đây là cái đầu hút thổi cái bụi em ạ. Đây là cái đầu thổi và nó có hai đầu, và cái đầu quét để cọ máy tính em ạ. Đây, cái đầu này thì quét bên nhỏ hơn. Bây giờ mình sẽ quay một chút cho anh em xem về công đoạn là mình sẽ hút thử cái, test thử cái máy này nó hiệu năng như thế nào em nhá. Em chờ chút để mình test cái công đoạn là mình sẽ test thử cái máy này để hút xem nó có ok không. Đây là cũng sạch hết rồi. Đây mình sẽ hút thử cái loại này. Đây là máy này cũng ok anh em ạ, thổi mạnh và công suất của nó cũng khá khỏe. Đây mình sẽ test thử cho anh em xem. Máy này kêu cũng không quá lớn đâu anh em ạ, mình đã test thử. Thực tế là cái máy này nó chỉ ồn nhưng mà nó không quá là ồn anh em ạ. Cái máy rất là nhỏ nên là cầm tay nó rất là vừa. Đây mình sẽ test thử cái bụi khác xem nào. Đây mình sẽ test thử xem nó có ok không. Cái máy này hút bụi rất là nhanh anh em ạ. Nó sẽ dùng thay thế cho mấy cái chổi quét nhà anh em ạ. Nó rất là dễ dàng hơn. Đấy. Và mình sẽ, đây, mấy bụi cũng đã vào trong này cũng đã khá ok anh em ạ. Mấy bụi tóc tích các thứ mình cũng đã hút hết rồi. Mình sẽ thử xem mấy cái bụi ở dưới này để xem nó có hết được hay không. Thì ra các bụi của mẹ hút rất là sạch. Đây, mình sẽ test thử mấy cái bụi ở bên này xem này. May được cái hút rất là khỏe anh em ạ. Công suất khá là mạnh ấy. Đây mình sẽ test thử kỹ. Đây nó hút hết bao nhiêu cái bụi này, nó khá là dễ thôi. Và mình sẽ test thử cái khả năng hút bụi của con máy mini này xem nó có. Đây cho anh em xem này. Được hút khá là mạnh và hút mấy cái vật nhỏ nhỏ rất là dễ anh em ạ. Nó dùng hút mấy bụi nhỏ rất là nhanh. Tuy là máy nhỏ thôi nhưng mà cái lực hút khá nhanh anh em ạ. Vì mẹ nó xài cái
công suất là 6.000. 6.000 là cái mức công suất của con này là 2.000W, hoặc là dưới 2.000W một tí. Và cái pin của nó ấy, nó chạy công suất nó mạnh hơn. Đây, thực tế ra cái bụi nó khá là mạnh đấy anh em ạ. Đây là máy mini nhưng mà cái công suất nó cực kỳ là khỏe luôn anh em ạ. Đây nó có hai loại đầu khác nhau. Đây là cái đầu hút của cái loại vật nhỏ hơn này, và mình sẽ thử cái loại đầu to hơn xem. Ở đây có cả cái phần đầu tiếp theo là cái đầu gì mình không rõ, nhưng mà cũng mình đã trải nghiệm thử để xem là nó có sự ngon lành hay không thì mình sẽ thử xem. Ở đây nó có hai phần đầu khác nhau đây. Đây nó có cái phần đầu này, và mình sẽ cắm thử mấy bên này xem nào. Đây mình sẽ cắm thử cái loại này xem là nó có thực sự. Đây mình sẽ cắm vào cái đầu này luôn. Nó có hai đầu khác nhau nên thành ra là cắm nó cũng dễ thôi. Đây nó có thêm cái đầu này nữa nên là hút vào nó cũng nhanh gọn. Đấy ok, và mình bắt đầu hút thử em nhé. Tiếp tục đây, và mình sẽ quay công đoạn là mình sẽ hút thử cho anh em xem cái máy này nó thực sự như thế nào luôn này, để xem cái sự lợi hại của nó. Và mình sẽ kiểm tra mấy bụi nhỏ này, mọi người sẽ không nhìn thấy đâu anh em ạ. Mình sẽ dùng cái này để hút mấy cái bụi nhỏ này nó dễ hơn. Công suất của nó tầm khá là khỏe nên là hút được mấy bụi này khá là dễ anh em ạ. Đây là cái này để quẹt bằng phím ạ. Nó có hút được nhiều thứ nhưng mà hút được cả cái bụi trong xe thì hút được ạ. Đây mình sẽ quay cho anh em xem cái, đây là cái tồn dư của cái máy hút bụi mini này anh em ạ. Cũng khá là khỏe đấy. Và hút được phát là hết được mấy cái bụi nhỏ anh em ạ. Vì máy này thì dùng hút bụi nhỏ thôi, còn mấy bụi lớn ấy thì phải cần cái máy to hơn. Còn cái này ấy, chỉ hút vào cái mấy bụi nhỏ ấy thì nó lại dễ dàng hơn anh em ạ. Đây hôm nay mình sẽ test thử cho anh em xem một cái máy hút bụi. Tuy là cái độ ồn nó không cao anh em ạ, cũng mình đánh giá là cái con máy này khá là tốt. Nhiều người ấy là quên mất nó cho mọi người biết cái đoạn này mình quay ấy, thì cái đoạn lúc đấy mình nói năng nó cũng hơi bị nhanh quá ấy, nó sẽ chưa ok lắm. Đây là đây cái đoạn này mình xin giới thiệu luôn. Đây là cái đầu mà cái lọc bụi các bạn. Khi mà lọc ra ấy, tháo ra vệ sinh rất là dễ anh em ạ. Và đây là cái phần lọc khá là dễ. Và cái thứ hai nữa là cái đầu dài dài ấy, là cái đầu để hút mấy cái bụi nhỏ nhỏ thôi. Một đầu dài, một đầu ngắn anh em ạ. Cái đầu ngắn này thì có thể hút được mấy cái bàn phím máy tính này. Và cái thứ hai nữa là cái phần nói chung là máy hút bụi cũng đơn giản thôi anh em ạ, cũng chẳng có gì đặc biệt cả anh em. Đây là máy hút bụi, nói chung là đây là cái phần thổi, cái phần lọc cái bụi vào trong này luôn anh em ạ. Thôi clip này mình xin kết thúc video của nó. Cảm rất là nhiều, nghe đúng là em thông cảm do mình làm clip mà năng nó cũng chưa được hay cho lắm anh em ạ. Đây là cái phần bụi đây, khi mọi người có thể tháo ra vệ sinh được anh em ạ. Khi mọi người mà hút xong ấy, mọi người có thể tháo ra vệ sinh rất là dễ, cũng không quá khó lắm đâu anh em. Máy mini nhưng mà cái công dụng nó khá là khỏe. Bây giờ mình sẽ chỉ quay review một chút thôi. Còn clip ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Còn mình giá cái máy này mình thấy là 50.000 mọi người sẽ nên mua cái máy này anh em ạ. Vì cái máy này được cái là rất nhiều người xài và rất là tốt. Và cái thứ hai nữa mà nó có cái cổng sạc ở đây luôn, khá là hay anh em ạ. Tuy là nhỏ nhưng mà cái khả năng cầm nó rất là chắc chắn anh em ạ. Nên là mình đánh giá là cái máy này cái công suất nó khá khỏe đấy. Tuy là nhỏ gọn thôi nhưng mà cũng có khả năng là hút cực kỳ là khỏe luôn đấy. Nên là mình cũng chỉ test thử gọi là khả năng hút chắc chắn luôn. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các em có thể tháo ra dọn dẹp khá là dễ thôi. Còn clip hôm nay mình xin kết thúc. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.